Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì do bữa nay điều kiện thời tiết là mưa gió nhiều quá nên em cũng hơi lười ra ngoài vườn gom mấy cái mẫu bông vô ha. Thì bữa nay em quay đỡ một cái clip để cho nó có đề xuất lại để cho anh chị có đăng ký kênh của em đó thì còn thấy cái video ha. Tại vì lâu quá không có quay, hai bữa không có quay nó bị mất đề xuất đó anh chị. Khi em đăng lên cái video mới anh chị không có thấy. Thì em báo giá là một số mẫu bông trang cũ thôi. Anh chị nào mà có thể đã xem rồi đó thì có thể bỏ qua ha, còn anh chị nào mà chưa có xem á mình xem tham khảo nha anh chị. Em quay cụ thể tận cận cảnh từng loại luôn rồi em báo giá luôn ở trên cái video này luôn. Rồi số điện thoại của em thì em sẽ để trên một tiêu đề, anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Số đó của em cũng có Zalo luôn, ví dụ do cái cách phát em của em á thì tùy dùng, thì em phát âm ở đây thì cái giọng miền Nam, có thể một số anh chị ở khu vực khác anh chị nghe nó không có hiểu kịp thì anh chị có thể chụp cái màn hình lại cái cây mà anh chị thích ha, anh chị gửi qua cái Zalo của em thì em sẽ báo giá lại anh chị một lần nữa, nó dễ hơn nha anh chị. Còn anh chị nói ví dụ như mà anh chị muốn mua mà anh chị nghe em nói không có rõ đó, rồi anh chị không biết cái cây nó tên gì, giá bao nhiêu á thì em bán nó cũng khó, mà anh chị mua thì gửi em gửi nó sợ lầm thế nha anh chị. Thì em quay từ ở ngoài vô ha, chỉ có vài mẫu thôi, tầm 7-8 mẫu thôi anh chị. Thì cái mẫu đầu tiên ở ngoài đây em quay dài vô thì đây là cây trang đỏ lá tim nè anh chị, bông nó siêu xum xê như vậy luôn đó, nụ chi chít như vậy màu đỏ nha anh chị. Đây là cây trang đỏ lá tim ha, giá của nó là 70.000 một cây nha anh chị, một chậu như vậy nè thì có 70.000 thôi. Thì cái phí ship á, cái phí vận chuyển đó anh chị, thì em sẽ bao cho anh chị là từ 4 cây nha, 4 chậu. Thì anh chị ở đâu á, nói chung là ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung gì thì em cũng có gửi hàng được cho anh chị hết ha. Thời gian nhận hàng thì từ 2 cho tới 4 ngày nha anh chị. Miền Tây của mình thì nó tầm 1-2 ngày thôi, tại vì em thì ở miền Tây, bởi vậy nó nhanh, nó gần nha anh chị. Thì cái mẫu này á, nó có bông có búp như vậy thì em gửi cho anh chị thì cái cây nó y chang vậy luôn nha anh chị. Đó. Cây em quay vậy thì em gửi cho anh chị như vậy luôn. Về cái chiều cao của cây này á thì nó cao tầm khoảng cỡ là hai gang tay của mình. Đó, cây trang đỏ tim này thì nó cao hai gang tay của mình nha anh chị. Rồi em lấy cái mẫu này em xê qua em quay cái mẫu khác cho anh chị xem ha. Cái mẫu thứ hai ở trong này là cây trang tàu lai thái nha anh chị. Nụ của nó như vậy đây, đây là cái nụ của nó đây, nụ màu đỏ nha anh chị. Hoa màu đỏ nha. Đây là cái cánh hoa của nó ha. Đó. Thì giá của nó chỉ có 60.000 một chậu như vậy nha anh chị. Đây có sẵn nụ sẵn hoa như vậy cho anh chị luôn. Khi em gửi là em gửi nguyên cái chậu như vậy cho anh chị nè. Rồi anh chị về chỉ cần tháo cái bọc ni lông em cột ở dưới mặt chậu đó, anh chị chỉ cần tháo ra là anh chị chơi được, khỏi sang chậu cũng được luôn nha anh chị. Cây trang tàu lai thái ha. Giá của nó là 60.000. Đây là màu đỏ nha anh chị. Thì kế bên đây thì em quay cái mẫu màu vàng cho anh chị coi luôn. Tại vì cái loại này nó có hai màu luôn anh chị. Một màu đỏ, một màu vàng nha. Đây, trang tàu lai thái. Đây là cây màu vàng nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thử ha. Đây là trang tàu lai thái màu vàng, bông rất là tươi, rất là đẹp nha. Thì giá của nó là 60.000 luôn nha anh chị. Cây này giá 60.000 một cây luôn. Rất đẹp nha anh chị. Cây này mà khi anh chị trồng nó lớn lên á, nó bông nhiều lên nó đẹp lắm luôn. Cây này là do nó còn nhỏ nha anh chị, vẫn lớn bình thường ha, vẫn lớn bình thường. Còn cái mẫu ở bên đây là cây trang này là trang cam Đài Loan. Thì hiện tại cam Đài Loan này là giá là 70.000 một cây như vậy nha anh chị. Cây này thì nó chưa có nụ lớn, cái nụ nó còn nhỏ lắm. Đây, thêm quay cho anh chị coi. Cái chậu này nó chưa lên nụ luôn anh chị ơi. Chậu này nó chưa lên nụ luôn rồi, lá nó mới cóp lại, nó chuẩn bị lên nụ thôi. Cái lá sẵn sẵn vậy là chuẩn bị lên cái nụ nhỏ trong này nè. Giá của một cây như vậy là 70.000. Chị nhìn thử ha. Bụi hết nha anh chị ơi. Tược tàn thì xum xê, tầm khoảng cỡ 10 nhánh. 10 nhánh này thì nữa nó ra khoảng 10 cái bông cho anh chị nha. Tiếp theo cái mẫu ở trong này là cái trang Mỹ Hồng nha anh chị. Cái Mỹ Hồng này em chưa có xịt sâu nó, mấy con kiến nó lên ăn rồi anh chị. Mới đó nó ăn mấy cái búp rụng rồi. Đó. Nay em hơi nhiệt mũi, em nói chuyện nó hơi bị ngọng ngọng xíu, anh chị thông cảm nha. Đây là cái màu hoa của cây Mỹ Hồng của mình ha. Cái búp của nó nè, nữa nó nở ra cái nụ lớn lắm nha anh chị. Thì Mỹ Hồng này giá của nó là 70.000 một chậu như vậy nha. Đó. Chậu này nó đóng bụi quá trời, nhìn nó của em nha anh chị, cái lá của nó tươi xanh ha. 70.000 một chậu như vậy. Đây là cây trang Mỹ Hồng, đầu chi chích luôn. Rồi, qua nhanh những cái mẫu này ha, tại những mẫu này nói chung em cũng có quay gọi hết rồi. Đây cũng là cây Mỹ Hồng nữa nè. Còn đây là cây đỏ Dubai nè anh chị.
bọc xum xuê luôn nha. Đó, đỏ Dubai đẹp cũng không thua kém gì ai ha. Giá của nó chỉ có 60 ngàn một chậu như vậy thôi anh chị. Chậu về có 60 ngàn nè anh chị. Sẵn bông cho anh chị luôn. Đó. Đỏ Dubai hàng bụi nha, cao khoảng cỡ 2 gang của mình. Giá là 60 ngàn một cây như vậy. Chị thấy bông nó đẹp không? Rồi, quay mẫu tiếp theo ha. Ở đây là cây trang tím sen lá chung nè. Đây, tím sen lá chung. Đây là cánh hoa của nó ha. Cánh hoa của nó ốm giống như là cánh trong trống đây nha anh chị. Lá thì lá tầm trung nè. Cuốn lá ở trong là nó hơi đỏ đỏ nè nha anh chị. Đó, anh chị thấy cuốn lá của nó màu hơi đỏ. Thì đây là cây trang tím sen lá chung. Giá của nó là 70 ngàn nha anh chị. 70 ngàn một cây như vậy. Đang có nụ luôn. Đây nụ nè. Đây cũng có nụ luôn nha anh chị. Đọt nó đang có nhiều nụ nè. 70 ngàn ha, một bụi xum xê luôn. Anh chị gì muốn cắt tỉa hay sao thì mình cắt tỉa ha. Cái mẫu ở trong đây là cây trang trắng lá chung. Trắng lá chung thì cái màu bông thì chắc anh chị biết rồi ha. Đây cũng là màu bông trắng của nó nè. Thì cây trắng này nó búp thôi anh chị ơi. Em gửi cho anh chị là cây có búp như vậy ha. Thì giá của một chậu trang trắng như vậy nè là 60 ngàn. 60 ngàn một chậu như vậy. Búp rất là nhiều luôn. Trắng lá chung nha anh chị. Cái mẫu bên đây là cái mẫu vàng nghệ. Đây cái màu hoa của nó đây. Búp của nó đây anh chị. Vàng nghệ này thì giá chỉ có 60 ngàn một chậu như vậy anh chị. Thì cái cây này nó hơi lùng nha. Vàng nghệ nó hơi lùng nha. Chiều cao của nó thì khoảng hơn một gang chút xíu thôi. Cái mẫu ở bên này là cái trang sen xưa. Để em quay bên đây nó có hoa cho anh chị xem. Này cái hoa của cái trang sen xưa đây anh chị, bữa nay nó nở nè anh chị. Đây sen xưa. Màu của nó tương đối giống như cây trang Tàu Lai Thái màu đỏ nha, nhưng mà cánh hoa của nó tròn hơn nha anh chị. Đây cánh hoa của nó tròn hơn, dễ thương hơn nha. Giá của nó là 70 ngàn nha anh chị. Sen xưa này giá 70 ngàn một cây. Đó, ở lộn, em xin lỗi. Nguyên một bụi vậy luôn. Đó, nguyên một bụi vậy luôn nha anh chị. 70 ngàn. Mẫu cuối cùng em quay ở bên đây là cây Mỹ vàng lá lớn nha anh chị. Bông rất là luôn. Đó, búp của nó đó anh chị. Mỹ vàng lá lớn nha. Giá là 70 ngàn một chậu như vậy nha anh chị. Đang có nụ luôn nè. Cây Mỹ vàng thì tương đối nó cao nè. Nó cao tầm khoảng cỡ 45cm. 40-45 nha anh chị. Giá của nó là 70 ngàn một cây. Thì clip này em quay ngắn gọn chỉ có bao nhiêu đây thôi. Anh chị nào có muốn mua loại nào thì cứ alo trực tiếp với em ha. Ở bên đây em quên còn cây hồng phấn lá chung nữa nha. Hồng phấn lá chung thì giá là 60 ngàn. Thì chậu nó cũng bự tương đương như cây trang trắng đó anh chị. Và những cái mẫu cây ở dưới đây là những cây bị cam em bấn về nó chưa có tỉnh lại ha. Em từng chậu khi nào tỉnh thì em quay lên Zalo báo giá thôi anh chị. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em ha. Chúc anh chị xem video vui vẻ. Anh chị nào có yêu thích có thể bấm đăng ký kênh và bấm like ủng hộ em ở video này nha anh chị. Rồi tạm biệt anh chị nha.